Đức Thánh Cha bày tỏ sự lo âu về tình trạng thiếu ương gọi tại nước Ý, cổ võ đời sống khó nghèo theo tin mừng và tái kêu gọi giảm bớt số giáo phận tại nước này. Trên đây là ba mối quan tâm mà Ngài đã bày tỏ vào chiều 21 tháng 5 năm 2018 trong diễn văn khai mạc Đại hội Thường niên của Hội đồng Giám mục Ý tại hội trường thuộc Hội đồng Giám mục ở nội thành Vatican tham dự khóa họp có các vị chủ chăn của 228 giáo phận toàn quốc. Đứng trước tình trạng khan hiếm ơn gọi tại Ý, nhiều nhà dòng và cơ sở công giáo bị đóng cửa. Đức Thánh Cha cổ võ các giáo phận phong phú ơn gọi cho các giáo phận thiếu ơn gọi mượn các linh mục. Tương tự như phương thức gọi các linh mục PDI, Đồ nùng, Hồng Ân Đức Tin, nghĩa là các giáo phận nhiều ơn gọi cho gửi các linh mục đến hoạt động tại các xứ truyền giáo không có hoặc có quá ít ơn gọi. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi quản trị tài chánh của các giáo phận theo tinh thần khó nghèo, theo tin mừng và minh bạch. Sau cùng, Ngài kêu gọi Hội đồng Giám mục Ý đại mạnh dự án giảm bớt con số các giáo phẩm tại nước này. Đã có từ năm 1964, thời Đức Giáo Hoàng Phaolô Lô Đệ Lục, nước Ý có khoảng 60 triệu tín hữu công giáo, năm 1986, thời đức giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, con số giáo phận ý được gộp lại từ hơn 330 xuống còn 228 giáo phận như hiện nay. Nhưng đức thánh cha Francisco muốn giảm bớt hơn nữa số giáo phận vì ngài cho là vẫn còn quá nhiều. Đức thánh cha nói với các giám mục: "Tôi bày tỏ mối quan tâm ấy không phải để khiển trách anh em, nhưng để nói lên những gì làm tôi quan tâm." rồi sau đó để anh em lên tiếng kể cả nói lên những lời phê bình phê bình giáo hoàng không phải là một tội về vấn đề tài chánh của các giáo phận đức thánh cha giải thích thêm rằng đối với tôi như một tu sĩ dòng tên khó nghèo vẫn luôn là mẹ và là tường thành của đời sống tông đồ là mẹ vì làm nảy sinh và tường thành vì bảo vệ nếu không có đời sống khó nghèo thì không có lòng nhiệt thành tông đồ ai tin thì không thể nói về khó nghèo mà lại sống như ông Hoàng. Thật sự là một sự phản chứng khi nói về đời sống khó nghèo mà lại sống xa hoa. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cần có quy luật chung và rõ ràng về việc quản trị tài chánh của giáo phận. Ngài kể rằng, tôi biết có một người trong anh em không bao giờ mời một người khách dùng bữa với tiền của giáo phận, nhưng tự trả bằng tiền túi của mình đó là một cử chỉ bé nhỏ nhưng quan trọng. Tôi biết và cảm ơn hội đồng giám mục ý vì đã thực hiện nhiều trên con đường khó nghèo và minh bạch. Minh bạch như thế là một công việc thật đẹp nhưng cần phải làm hơn nữa về một số điều. Sau bài huấn dụ khai mạc của Đức Thánh Cha, ngài còn trao đổi trong 3 tiếng đồng hồ với các giám mục ý trả lời 20 câu hỏi do các vị nêu lên.